có đúng củi mới à? Sướng nhỉ. Tí bán tiền trong tâm 6 lít rồi. 6 lít rồi. Cái nhà mấy đứa tiến lượng có tiền mua máy tính được. Em xem cái ảnh anh gửi chưa? Mua mới cái điện thoại. Ừ đúng rồi. Nuôi điện thoại nếu mà làm là làm cái tiện nuôi luôn cái chất chát. WeChat á? 8 lít một cái. Chú nuôi WeChat thì chưa, anh chưa kinh nghiệm nuôi. Em ơi, em chưa kinh nghiệm, nhưng mà hồi trước em có dùng rồi. Vì anh thấy là anh thấy đập WeChat khó lắm. Anh thấy vợ anh cứ bảo là lập cho nó cái WeChat để nó nói chuyện với mấy thằng Trung Quốc anh. Mua nhân viên mà ông đang bảo là mua máy